Audio Jungle. Xin chào bà con, thì lâu nay á mình có quay cho bà con xem về rất nhiều về clip về chanh dây. Thì hôm nay mình có đi bên khu vực đó là Pleiku á, cụ thể là ở ngã tư Biển Hồ á. Thì vào vườn của anh Phong á, thì anh có trồng với 3.000 gốc chanh dây. Thì giai đoạn này á, thì anh chia sẻ thì chanh dây trồng ở 3 tháng thôi. Thì hầu như gần đây nhất á, là cái lứa chanh dây 3 tháng mà bà con trồng để chuẩn bị cho qua Tết. Bà con chúng ta thu hoạch trái và bán cho giá thành rất là cao á. Thì những cái lứa chanh dây này bà con để ý á, toàn bộ 3 tháng trở đi á, là bị sắn ngọn hết. Mình quay bà con xem toàn vườn này á. Nhưng anh Phong đầu tư cũng rất là nhiều hệ thống tưới bét và kẽm và lưới dây cột đầy đủ hết. Nói chung mà chi phí bỏ ra cũng rất là nhiều, trụ rất là nhiều đó. Nhưng mà hiện trạng của vườn anh á, mình đang đến vườn và kiểm tra thăm á, qua cho con xem cụ thể này á. Toàn bộ số chanh dây của anh á, trồng 3 tháng như thế này á, bị sắn ngọn hết, trùng đọt hết, cây nó bị đơ hết lá luôn, không thể ra ngọn mới được. Trái thằng xùi da cóc. Thì ở giai đoạn này á, mình cũng hướng dẫn cho anh Phong là cách khắc phục để cho những cái chồi mới, những cái cây mới ra sẽ không bị nữa. Thì tình trạng này á, hầu như bà con chúng ta á, là bị côn trùng chích thúc là rất là nhiều. Thì người thì nói là nấm, người nói nhện đỏ, người nói vi khuẩn, người nói tiếng trùng, hầu như là tất cả các vấn đề đó bà con đều phun thuốc rất là nhiều. Hầu như là thuốc gì cũng phun, cách gì cũng làm hết á. Nhưng khi mà ra ngọn mới á, thì cũng bị sắn lại và bị trùng đọt, cây đơ đi và chậm phát triển. Một số bà con cứ cắt bỏ và cắt dục hết đi á, thì nó cũng không hết được. Thì qua clip này mình cũng nói với bà con á, đối với những vườn chanh tơ và chanh chưa bị bệnh á, thì con phun phòng cho mình. Thứ nhất, cái điều quan trọng nhất vẫn là cái thuốc sâu, thuốc côn trùng chích thúc, để tránh tình trạng mà nó tới nó chích, nó lây lan vào những cái cây mới và cây nhỏ tuổi hơn, nó bị bệnh. Thì còn về vấn đề khắc phục và đối với vườn của anh Phong á, thì mình khuyên anh là cắt sâu vào những ngọn sắn 30-40 phân á, rồi tiến hành phun thuốc để cho cái lứa mới ra sẽ không bị. Thì hầu như bà con chúng ta á, đều rất là băn khoăn khi mà cái vốn đầu tư chúng ta bỏ ra rất là nhiều, đầu tư vào cái chanh dây rất là nhiều, nhưng một khi cái chanh dây nó bị bệnh á, thì bà con nông dân chúng ta rất là nản và chán. Thứ nhất là tiền không có mà đầu tư, cái thứ hai nữa là trồng lên không có một cái trái hay một cái quả nào để mà thu, để tiếp tục đầu tư công cán phun và thuốc và đầu tư vào cái chanh dây cũng rất là nhiều, rất là cực. Nên vì thế mình cũng làm rất nhiều clip rồi, mình quay rất nhiều trường hợp để mà chia sẻ bà con về cái vấn đề mà chanh dây nó bị bệnh sắn ngọn, sần sùi da cóc. Thì với tình trạng này á, mình quay để con xem, để bà con rút kinh nghiệm. Đối với những cái khu vực vườn mà chuẩn bị trồng á, hoặc đang có, thì con phòng để tránh tình trạng mà vườn chúng ta bị nhiễm nặng. Thì với vườn chanh dây này của anh Phong á, thì mình quay cho bà con xem về toàn vườn. Và cái thứ hai nữa là quay những lứa chanh dây từ 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng. Thì trong vườn anh trồng với 3.000 gốc và lộn xộn theo từng lứa. Thì hầu như bà con chúng ta ở khu vực, đặc biệt là ở Gia Lai, Kon Tum á, cái hiện trạng mà bệnh sắn ngọn này á xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà con chúng ta trồng sâu mà vẫn bị mắc sai lầm. Vì cái này bà con mình cũng chia sẻ lại, bà con rút kinh nghiệm rất nhiều vườn rồi. Từ 2017 đến 2018, có nghĩa là từ 2016 nữa, có rất nhiều người thất bại, nói chung là lỗ và mất trắng về chanh dây rất là nhiều vì công tác mà bệnh sắn ngọn này. Thì một số bà con kêu là bệnh này sắn là vứt bỏ hết. Thì nếu vứt bỏ hết thì cây nào sắn mà con cắt như thế thì có thể là bà con cắt hết vườn luôn và nhổ bỏ hết vườn thì chúng ta lại mất trắng nữa. Thì thay vì đó mình cũng nhắc nhở là bà con cái phương pháp mà khắc phục đối với những cái vườn này á, thì bà con nên phun thuốc côn trùng chích thúc cho mình, đừng để đến tình trạng nó lây lan. Cái thứ hai, phun thuốc phòng virus phân trắng sắn đọt. Thì đó, và thứ hai nữa là phòng đổ gốc luôn. Thì con cũng phun phòng cho mình những cái thuốc mà chuyên về những cái bệnh trên mình nói trên, để tránh tình trạng mà vườn chúng ta bị bệnh rất là nặng. Thì một số bà con nào chúng ta thắc mắc về hiện trạng của cây chanh dây của vườn chúng ta, thì bà con có thể điện thoại tới số điện thoại của mình, thì mình sẽ tư vấn cho bà con về cách khắc phục của cái đám chanh dây chúng ta, để tránh tình trạng mà rơi vào những cái hiện trạng mà quay trên vườn. Đặc biệt với cái vườn của anh Phong này là anh làm cái thân chính á, của cây chanh dây lên á, mới bò lên cách khoảng 40-50 á, từ gốc lên mặt đất á, anh đã làm cái cây nó theo hướng là
cột ngang chia làm ba chồi á, thì đó mình nhắc lại bà con là không nên làm biện pháp này nha, thì qua đó sẽ làm cho cây chúng ta bị đuối sức hơn. Thì mới 3 tháng mà con đã lên cho hai cái chồi thành ba chồi, một chồi chính hai chồi phụ, để vươn ra thì mất sức rất là nhiều. Do đó mình nhắc nhở bà con. Thì còn đây đó là toàn bộ vườn của anh Phong, mình quay cho con xem về cái chanh dây của anh trồng, thì qua đó bà con có thể tham khảo về mô hình của anh trồng và rút ra mình những cái biện pháp khắc phục để chống cái tình trạng mà sán ngọn như mình nói bà con xem á. Đây là vườn chanh dây 1 tháng tuổi đây, à, 1 tháng tuổi á, bò vàng rồi nhưng vẫn bị bệnh trạng là sán ngọn từ nhỏ luôn. Thì qua đó nên mà con xem cho mình về công tác phòng bệnh ở cây chanh dây. Thì đây là toàn bộ mô hình vườn, thì bà con cứ xem và đăng ký kênh nha.